Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 khai mạc vào sáng ngày 5 tháng 5 tại Hà Nội và kéo dài trong 5 ngày, bế mạc vào thứ Tư 10 tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, khi hội nghị chưa kết thúc, thì chiều 5 tháng 5, ông Cảnh Sản, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho biết Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam sẽ công du Trung Quốc ngày 11 tháng 5 và sẽ tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế mang tên Một Vành Đai, Một Con Đường đến ngày 15 tháng 5. Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết, tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đến vùng biển Indonesia để đánh cá càng ngày càng nhiều và đã bị tuần duyên Indonesia bắt giữ và đưa vào các đảo lân cận. Thông tin chính thức của Indonesia cho biết, trong thời gian qua, có 580 ngư phủ Việt Nam cùng với 72 tàu cá từ các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Yên, Bình Thuận đã bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép trên vùng biển Indonesia. Theo thông tin từ phía quan chức Cộng sản Việt Nam, thì ngày 2 tháng 5, ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp để điều tra hành vi tán phát tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi sáng hôm sau, ngày 3 tháng 5, trong lúc điều tra viên rời phòng hỏi cung, nghi phạm đã lấy từ túi điều tra viên con dao rọc giấy, rồi cắt liên tiếp vào cổ để tự sát. Gia đình của ông Tấn là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hoàn toàn bác bỏ tin trên, vì khi công an xét nhà không tìm được vật chứng nào để kết tội. Chuyện cờ vàng là do công an dựng chuyện để bắt ông Tấn, vì cờ vàng đó chỉ là một miếng vải vàng để trang hoàng những hộp nước yến, chứ công an không tìm ra được lá cờ nào của Việt Nam Cộng Hòa cả. Trên Facebook, nhiều người đưa ra những bằng chứng rất thuyết phục chứng minh rằng ông Tấn không thể tự tử được bằng dao của công an. Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2017, tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Minh Thúy đã được trả tự do khỏi nhà tù số 5 Thanh Hóa sau 3 năm bị giam. Bà Thúy đã bị bắt khẩn cấp ngày 5 tháng 5 năm 2014 vì đã cộng tác với ông Nguyễn Hữu Vinh thực hiện trang web Anh Ba Sàm, chuyên điểm tin, thu hút rất nhiều độc giả trong và ngoài nước. Cả hai đã bị kết án tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Riêng bà Nguyễn Thị Minh Thúy đã được các tổ chức tranh đấu cho quyền của phụ nữ trên thế giới nhiều lần kêu gọi Hà Nội trả tự do cho bà, cũng như các phụ nữ tranh đấu khác tại Việt Nam. Thứ Sáu ngày 5 tháng 5, nhưng ngày anh Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang blog Ba Sàm, và chị Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt được tròn 3 năm, một số trang mạng đăng bài của luật sư Trần Đình Triển công bố những sự thật mà nhiều người chưa biết về phiên tòa xử án anh Ba Sàm. Chẳng hạn như việc xét xử không công khai như luật pháp đòi hỏi, cảnh sát ngăn đường, không cho mọi người vào tòa án, luật sư đi vào đều phải qua trạm kiểm soát, tất cả điện thoại và thiết bị ghi âm của luật sư đều bị thu giữ và niêm phong. Phóng viên báo chí và các quan sát viên quốc tế được mời theo dõi ở một phòng riêng, nhưng nhiều khi không nghe được những gì xảy ra. Những chứng cứ kết tội không hề được kiểm chứng tại phiên tòa. Các nhân chứng và những người liên quan đến vụ việc đều vắng mặt. Đại diện viện kiểm sát không tranh tụng, không đối đáp với luật sư. Luật sư Trần Vũ Hải thắc mắc về sự im lặng của viện kiểm sát, thì bị hàng chục cảnh sát tư pháp xông vào đưa ra khỏi phòng xét xử. Tất cả các luật sư tham gia đều cùng quan điểm là nếu xét xử đúng pháp luật thì ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy là hoàn toàn vô tội. Thứ Năm 4 tháng 5 vừa qua, tại Washington DC, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã họp bàn cùng với các ngoại trưởng của 10 nước Đông Nam Á. Trong cuộc gặp gỡ này, Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hãy ngừng quân sự hóa Biển Đông và hãy giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng đối thoại. Ông cũng tuyên bố, với hoạt động của hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương, các nước ASEAN có thể tin cậy vào trợ giúp của Mỹ trong việc bảo vệ tự do lưu thông trên biển và trên không. Về mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước Đông Nam Á thay đổi chính sách ngoại giao đối với Bắc Hàn để cô lập chế độ Kim Jong-un. Truyền thông Bắc Hàn vừa đưa tin, Bộ An ninh Bắc Hàn ra thông báo cho biết có một nhóm khủng bố do CIA và cơ quan tình báo Nam Hàn đã thâm nhập vào Bắc Hàn để tấn công bằng chất độc sinh học, nhằm sát hại nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Thông cáo này cho hay, Bắc Hàn sẽ tìm và tiêu diệt không thương tiếc những kẻ khủng bố. Thông cáo nói, cuộc tấn công chống khủng bố kiểu Triều Tiên sẽ bắt đầu từ giây phút này
nhằm tiêu diệt các tổ chức tình báo và âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Trước khi bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào ngày 7 tháng 5, thì thứ Tư mùng 3 tháng 5 vừa qua, đã diễn ra cuộc tranh luận dữ dội chưa từng có giữa hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen. Kết quả cuộc thăm dò của Viện Elbe sau cuộc tranh luận này, thì ông Macron được đánh giá là có sức thuyết phục hơn bà Le Pen. Số người có ý định bỏ phiếu cho ông Macron đã tăng lên 62%, trong khi bà Le Pen là 38%. Cuộc tranh luận này đã khiến chiến dịch tranh cử kết thúc trong bầu khí rất căng thẳng. Kể từ 12 giờ đêm thứ Sáu năm tháng 5, chiến dịch tranh cử chính thức kết thúc. Báo chí Pháp không được quyền đăng hoặc phát bất cứ kết quả thăm dò nào, cũng như bất cứ tuyên bố nào của các ứng cử viên, cho đến 8 giờ tối ngày 7 tháng 5, khi các kết quả đầu tiên được công bố. Ngày 5 tháng 5, các quan chức Indonesia cho biết, vào ngày 3 tháng 5, tòa án ở thủ đô Jakarta đã nhận đơn kiện công ty Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production, gọi tắt là PTTEP của Úc, khi vận hành một giàn khoan dầu ở biển Timor đã gây tai nạn tràn dầu vào tháng 8 năm 2009, gây thiệt hại cho môi trường vùng biển nước này. Cụ thể là đã hủy hoại một vùng san hô rộng lớn, những vùng cỏ biển và rừng đước của nước này. Khoản tiền đòi bồi thường là 2 tỷ đô la.